bản quyền video này thuộc về thầy bá vi nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý từ thầy bá vi mách bạn ba cách luyện ngải đơn giản mà linh nghiệm nhất nhắc đến ngải nhiều người thường nghĩ đến những loại bùa được luyện bằng những phương pháp đáng sợ tuy nhiên thực tế không phải vậy có rất nhiều loại ngải được luyện theo phương pháp lành tính giúp cầu tài lộc và tình duyên hiệu quả mà không hề gây hại trong đó nổi bật nhất là ba cách luyện ngải lành tính được bật mí dưới đây một, cách luyện ngải khô đây là một trong những cách luyện ngải được các thầy bùa sử dụng nhiều nhất, bởi cách luyện ngải này vừa đơn giản lại có tính hiệu nghiệm cao. Để luyện ngải theo cách này, bạn cần thực hiện theo đúng hướng dẫn sau. 1.1. Chuẩn bị vật dẫn ngải được tạo nên từ các vật dẫn và các lời trì chú. Do đó, khi làm ngải, bạn cần phải chuẩn bị vật dẫn. Đối với ngải khô, vật dẫn sẽ là củ ngải. Loại củ này phải được đào trên núi hoặc trong rừng thì mới có hiệu nghiệm củ ngải sau khi đào về sẽ được phơi sương gió trong 3 ngày để hấp thu âm dương khí của đất trời. 1.2. Độc thần chú để yểm vào ngải sau khi có vật dẫn được phơi sương gió đúng thời gian quy định. Các thầy bùa sẽ đem rửa sạch vật dẫn và để vào một chiếc đĩa đặt lên bàn thờ. Hàng ngày, các thầy sẽ đọc thần chú để yểm vào ngải. Thời gian đọc thần chú luyện ngải tùy thuộc vào từng mục đích sử dụng. Có những loại ngải cần luyện trong vòng một năm nhưng cũng có những loại ngải chỉ cần một vài ngày hoặc vài tháng. Thời gian chính xác sẽ phụ thuộc vào cách tính toán của từng thầy bùa. Cách luyện ngải tươi hay, cách luyện ngải tươi, cách luyện bùa ngải tươi hay còn có tên gọi khác là bùa ngải chú dậu. Đây là loại bùa sử dụng những cây ngải tươi để làm bùa. Cách luyện ngải tươi được thực hiện như sau. 2.1. Chuẩn bị vật dẫn đối với bùa ngải tươi. Các thầy bùa sẽ phải chuẩn bị một khóm ngải tươi. Lưu ý, loại ngải này phải được lấy về từ trên núi hoặc trong rừng sâu. Thêm nữa, ngải phải tươi tốt thì luyện bùa mới có hiệu nghiệm. Sau khi có ngải, thầy bùa sẽ chuẩn bị một chiếc chậu và đất để trồng ngải. Đất trồng ngải phải là đất thiên nhiên sạch trộn với đất được nghiền từ đầu bảy ông táo lấy từ các lò bếp ở đền, chùa. Ngoài vật dẫn là ngải, người yêu cầu làm bùa phải cung cấp cho thầy các thông tin cá nhân của đối tượng cần yểm bùa. Thông tin này phải chính xác thì bùa mới linh ứng vào đối phương. 2.2. Đọc thần chú để yểm vào ngải sau khi chuẩn bị đầy đủ vật dẫn, thầy bùa sẽ đặt các vật dẫn lên bàn thờ và bắt đầu quá trình luyện. Trên bàn thờ, bên cạnh chậu ngải, các thầy phải chuẩn bị lễ để cúng gồm rượu, muối, trứng gà, rượu trắng, nước lạnh. Sau đó, thầy bùa sẽ đọc thần chú hàng ngày để yểm vào ngải, tùy theo mục đích sử dụng ngải để cầu tài hay cầu duyên, các thầy bùa sẽ sử dụng những bài thần chú truyền thời gian luyện bùa dài hay ngắn sẽ tùy thuộc vào loại bùa cũng như năng lực của thầy bùa cách luyện bùa ngải tươi chi tiết rất phức tạp nếu luyện bùa không đúng người làm có thể gặp nhiều rủi ro và bất trắc do đó người thường khó lòng có thể tự luyện ngải mà cần phải nhờ đến những thầy bùa cao tay ba cách luyện chú hội ngải bên cạnh luyện ngải khô và ngải tươi các thầy bùa giỏi thường dùng biện pháp chú hội ngải đây là cách luyện bùa chú có các bước thực hiện đơn giản bởi người làm bùa chỉ cần đọc đúng bài thần chú sẽ giúp các vật dẫn linh nghiệm. Tuy nhiên, các bài thần chú là bí quyết riêng của các thầy nên không được lan truyền ra bên ngoài. Thông thường, các thầy chỉ truyền bí quyết này cho các đệ tử có căn duyên. Lưu ý, những người chưa tìm hiểu kỹ về ngải tuyệt đối không nên tự luyện, bởi việc luyện không đúng cách sẽ khiến cho người thực hiện gặp những điều bất trắc và nguy hiểm nhất là có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy nên để an toàn nhất bạn nên tìm đến những thầy bùa giỏi để hỗ trợ luyện ngải thầy bùa luyện ngải uy tín nhất như đã chia sẻ cách luyện ngải yêu không quá phức tạp nhưng đòi hỏi người thực hiện phải là bậc thầy cao tay thì bùa mới linh nghiệm nhắc đến bậc thầy luyện ngải thì thầy bá vi là địa chỉ tin cậy nhất đến với thầy bá vi bạn sẽ luôn an tâm về tính hiệu nghiệm của bùa thêm nữa cách luyện ngải của thầy bá vi được luyện theo phương pháp lành tình nên không gây nguy hại đến người sử dụng hiện tại Thầy Bá Vi có các loại ngải cầu tài, ngải yêu, ngải ghét. Do đó, nếu bạn muốn cầu tài lộc hay tình duyên hãy liên hệ thầy Bá Vi để được hỗ trợ làm ngải. Lưu ý, thầy Bá Vi chỉ làm ngải cho những người dùng với mục đích tốt. Những người muốn dùng ngải để hãm hại người khác, giành vợ cướp chồng, phá hoại gia đình, thầy sẽ không nhận làm ngải. Trên đây là chia sẻ về ba cách luyện ngải đơn giản và linh nghiệm cũng như địa chỉ thầy làm ngải uy tín nếu bạn đang gặp khó khăn trong công việc kinh doanh hay tình cảm hãy liên hệ thầy bá vi để làm ngại hóa giải mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy bá vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy bá vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé nếu thấy video này hữu ích anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé Liên hệ với thầy Bá Vi anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điện số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Bà nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc Hashap 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy bá Vi. 4. Liên hệ qua mail của sotiny 255 gmail com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.